Hôm nay ba anh em đi chăm sóc mía nè mọi người. Đây. Hai chiếc máy đây rất là khỏe luôn. Đây là anh Nghiệp. Còn bên đây là Mo nhá. Đám đây cực kỳ đá luôn. Phân mấy à? Bây giờ mình sẽ kiểm tra phân nhá. Bây giờ mình sẽ xuống đấy quay Amo luôn. Đất đây nhiều đá nên đi chạy xe rất là nặng. Để bây giờ mình sẽ nhặt con bò dùng cho cháu đi. À. Đây rất là tội mọi người ạ. Đang độ tuổi đi học mà đi kiếm phân bò này. Để mẹ bay bông kìa. Chàng à. Để mẹ bay ăn lặc. Em có học à? Rất là tội luôn. Kẻ tu mà. Tôi nhé. To nằm kia. Rồi, mình không có cầm tiền mình cho cháu đi. Thấy rất là tội. Giờ đang nắng gắt như đây mà cháu vẫn đi kiếm. Cái gùi vậy. Mình bao tầm giờ? Cấp vạt. Đừng nhớ tầm mình đây tích à. Mọi người có thấy tội không? Mấy có 7-8 tuổi mà biết đi kiếm vân bò kiếm tiền à. Đúng rồi, chào à. À. Đúng rồi, chạy lên mà. Ok.
Kìa, có hai đứa cùng lứa cũng đang kiếm phân bò. Đấy, mọi người thấy tội không? Bên anh nghe kia xe đang trục trặc kìa, bây giờ mình sẽ chạy qua đó để phụ anh nha. Xe bị sao sếp? Ui, quay này. Ui. Dạ vâng, giải thích đây, vâng, kêu lên đây. Đánh bật e giải thích tâm nữa nghe đó. Học phải tin là lưa mặt lưng mặt kia này. Này là nó bị trọc sơn nha các bạn ơi. Bây giờ vặn xong rồi. Bây giờ anh Nghiệt sẽ đi tiếp thôi nhá. Ăn đây cực kỳ đá luôn. Bây giờ mình sẽ xuống chỗ Amo đây. Có 10.000 không Amo? Này, mình sẽ đi đưa cho cháu kia 10.000 nha. 10.000 thì không có bao nhiêu nhưng mà mình cho cháu được ăn bánh. Giờ sữa đó bạn à. 10.000 đấy cũng nói chung là cho bé thôi. Tội nghiệp cháu. Mà lên lên đi mới chích ba rồi lên. Chích ba đâu hơn hết rồi. Chẳng mà lên mà em ba hết là ba bèn bao ba tập sao đi. Mình hết cái năm bao. Như sư thì cũng mà. Sư nữa. Bố bao mình hết cái gì? Mò, được rồi, đây là ăn mò. Ăn mò chút thế.